8 truyền kỳ phim cung đấu từng làm mưa làm gió trên màn ảnh xứ Trung. Từ xưa đến nay, phim cung đấu luôn có một sự hấp dẫn nhất định đối với khán giả Trung Quốc và Việt Nam. Những màn đấu trí trốn hội cung, những âm mưu thủ đoạn khôn lường trải dài từ tập này qua tập khác nhưng không hề nhàm chán. Ngược lại, chúng lại khiến người xem, đặc biệt là cánh chị em phụ nữ ngồi theo dõi từ ngày này qua tháng khác mà không biết mệt. Tiếp nối phần trước, dưới đây là 4 truyền kỳ cung đấu tiếp theo từng làm mưa làm gió trên màn ảnh xứ Trung, cũng như nhận được sự yêu mến của khán giả. Thứ 5, Hậu cung Chân Hoàn Truyện. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Lưu Liễn Tử, Hậu cung Chân Hoàn Truyện được coi là một trong những bộ phim cổ trang cung đấu kinh điển của Trung Quốc những năm gần đây. Không chỉ gây sốt trên màn ảnh nhỏ xứ Trung, tác phẩm còn rất được người xem tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore và Việt Nam yêu thích. Nội dung của Hậu cung Chân Hoàn Truyện xoay quanh cuộc đời của Chân Hoàn từ khi là thiếu nữ 17 tuổi cho đến lúc bước lên vị trí tôn quý nhất hậu cung là Hoàng Thái Hậu. Ngoài ra, xuyên suốt bộ phim là những mưu mô toan tính, tranh đấu trốn thâm cung vô cùng căng thẳng và thâm độc. Hậu cung Chân Hoàn Truyện có sự tham gia của những tên tuổi thực lực như Tôn Lệ, Thái Thiếu Phân, Tưởng Hân, Trần Kiến Bân, Lưu Tuyết Hoa. Từ trước đến nay, khả năng diễn xuất của Tôn Lệ luôn được đánh giá cao trong làng giải trí Hoa ngữ. Nhưng phải đến khi hóa thân thành Chân Hoàn trong Hậu cung Chân Hoàn Truyện, Tôn Lệ mới thực sự có được vai diễn để lại dấu ấn sâu đậm trong sự nghiệp của bản thân. Ngoài diễn xuất chất như nước cất của dàn diễn viên từ chính đến phụ, Hậu cung Chân Hoàn Truyện còn hút khán giả bởi kịch bản chặt chẽ, lời thoại sâu sắc. Phục trang, trang sức tinh xảo, địa điểm quay phim cũng được chăm chút kỹ càng đến từng chi tiết, làm sao sát với bối cảnh nhà Thanh nhất có thể. Với 8,9 trên 10 điểm trên Douban, Hậu cung Chân Hoàn Truyện chính là bộ phim cung đấu đáng xem nhất từ trước đến nay. Sau nhiều lần hoãn chiếu, phần đàn em là Hậu cung Như Ý Truyện do Châu Tấn và Hoắc Kiến Hoa đóng được dự kiến sẽ phát sóng trong quý 4 năm 2018. Thứ 6, Cung Tỏa Tâm Ngọc. Cung Tỏa Tâm Ngọc là bộ phim xuyên không cung đấu được chấp bút bởi biên kịch tài tiếng xứ Trung là Vô Chính. Bộ phim lấy bối cảnh triều đại nhà Thanh. Là Tình Duyên do Dương Mịch đóng, là một cô gái sống ở thế kỷ thứ 21, tình cờ bị thu hút bởi một cuốn Mỹ Nhân Đồ mà xuyên không về năm Khang Hy thứ 47. Tại đây, Tình Duyên đã gặp gỡ và rơi vào tam giác tình yêu với Tứ A Ca Giận Chân và Bát A Ca Giận Tự. Cung Tỏa Tâm Ngọc là bộ phim đã đưa tên tuổi của Dương Mịch, Phùng Thiệu Phong và Hà Thị Minh lên như diều gặp gió. Dương Mịch, Phùng Thiệu Phong cũng trở thành cặp đôi tốn nhiều giấy mực của báo chí lúc bấy giờ. Thế nhưng, nếu xét về mặt diễn xuất, màn thể hiện quá lố của Dương Mịch hoàn toàn không thể so sánh với mỹ nữ Tân Cương Đồng Lệ Á, người thủ vai Niên Tố Ngôn. Cũng chính từ Cung Tỏa Tâm Ngọc, Dương Mịch bước vào con đường nắm giữ danh hiệu nữ hoàng phim giác. Xét về mặt nội dung, Cung Tỏa Tâm Ngọc từng bị tố là đạo kịch bản của Bộ Bộ Kinh Tâm. Bộ phim cũng vấp phải sự chỉ trích khi được cho là kết hợp thêm ý tưởng của tác phẩm Vườn Sao Băng để cho ra đời một phiên bản F4 đời nhà Thanh. Đánh giá của cư dân mạng dành cho tác phẩm này ở mức trung bình với số điểm là 5,6 trên 10 trên trang Douban. Mặc dù vậy, Cung Tỏa Tâm Ngọc vẫn nằm trong danh sách những tác phẩm đạt tỷ suất người xem cao nhất của Đài Hồ Nam năm 2011 đến năm 2015. Thứ 7, Vạn Phụng Chi Vương. Vạn Phụng Chi Vương là tác phẩm truyền hình cổ trang cung đấu của nhà đài TVB, được phát sóng năm 2011 với thời lượng là 29 tập tại Hồng Kông và 31 tập ở nước ngoài. Nội dung bộ phim xoay quanh những tranh đấu ngầm nhưng khốc liệt giữa Nguyên Uyển và Y Lan, nhằm sự sủng ái của hoàng đế cũng như ngôi vị Vạn Phụng Chi Vương. Nguyên Uyển vốn là ái phi của Đạo Quang Đế, được phong làm Hiến Thận Thành hoàng hậu. Thế nhưng vì đố kỵ ghen tuông, Đạo Quang Đế sủng ái Y Lan mà Nguyên Uyển đã nhiều lần bất chấp thủ đoạn nhằm hãm hại Y Lan. Còn Y Lan vốn là Phúc Tấn phải tuẫn táng theo Mục Thân Vương, nhưng may mắn được Đạo Quang Đế cứu và phong làm phi. Y Lan hiền lành nhận được sự sủng ái của Hoàng Đế mà nhiều lần suýt mất mạng trong tay Nguyên Uyển và Thái Hậu. Từ đó Y Lan đã thay đổi và bắt đầu bước vào cuộc chiến trốn hậu cung, giành lấy quyền lực của cả triều đình. Vạn Phụng Chi Vương có sự tham gia của hai nàng hoa đán hàng đầu TVB là Tuyên Huyên và Hồ Hạnh Nhi. Nhờ vai Nguyên Uyển, vai phản diện đầu tiên mà Hồ Hạnh Nhi đảm nhận, nàng hoa đán TVB đã trở thành thị hậu TVB năm 2011. Ngoài ra, bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên gồm Trần Cẩm Hồng, Huỳnh Thục Nghi, Hồ Định Hân và Trần Xuân Thông. Thứ 8, Mỹ Nhân Tâm Kế.
Mỹ Nhân Tâm Kế được cải biên từ tiểu thuyết Vị Ương Trầm Phù của tác giả Thuấn Gian Khuynh Thành và được chép bút kịch bản bởi biên kịch Vũ Chính. Bộ phim lấy bối cảnh tại thành Trường An, đầu thời kỳ Tây Hán. Mỹ Nhân Tâm Kế tái hiện lại cuộc đời nhiều thăng trầm của Hoàng hậu Đậu Y Phong. Thấy cung nữ Đỗ Vân Tịch thông minh cơ trí, Lữ Hậu đã ban lệnh đổi tên nàng thành Đậu Y Phong và đưa đến nước Đại làm nội gián bằng cách tặng các cung nữ cho Lưu Hằng. Mọi người xung quanh đều nghi ngờ thân phận của nàng, chỉ có Lưu Hằng luôn tin tưởng, còn phong Đậu Y Phong làm hoàng hậu. Đậu Y Phong vượt qua những tranh đấu và mưu kế nơi hậu cung, trở thành hoàng hậu tôn quý, tài hoa và lưu danh sử sách. Đảm nhiệm vai nữ chính Đậu Y Phong là Hạ Tử Vi Lâm Tâm Như. Nhờ vai Đậu Hoàng hậu trong Mỹ Nhân Tâm Kế, tên tuổi của Lâm Tâm Như được chú ý trở lại sau nhiều năm sự nghiệp có phần đi xuống. Mặc dù vậy, nhiều khán giả đánh giá rằng nhân vật Đậu Y Phong không có gì khác với các vai diễn thánh nữ trước đây của cô là hoàn hảo, xinh đẹp, tài giỏi, lương thiện và nhiều người yêu. Thậm chí khán giả còn cảm thấy hứng thú với tuyến nữ phụ như Nô Tỳ Trung Thành Tuyết Diên do Dương Mịch đóng, Thanh Ninh Hoàng hậu do Tôn Phi Phi thủ vai, Nhiếp Thận Nhi do Phương Lệ Khôn đóng hơn là vai Đậu Y Phong. Tuy Lâm Tâm Như vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, nhưng các diễn viên khác như Trần Kiện Phong, Thích Vi, Dương Mịch, Hà Thịnh Minh và Hồ Hạnh Nhi đã phần nào kéo lại cảm tình của khán giả. Trên Duban, Mỹ Nhân Tâm Kế được đánh giá là 7,6 trên 10 điểm. We'll be right back.